Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 15:30 ngày 23 tháng 8 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân, quý vị và các bạn, cũng như đường Bưởi. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội nắng chói chang, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 33 độ C, trời oi nóng quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán cây cảnh như quý vị và các bạn thấy cũng vắng khách. Chiều hôm nay em Việt, cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi lên tuyến phố đẹp nhất Việt Nam, cảm nhận không khí tại chợ hoa cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám. Với thời tiết này thì chắc cũng ít người đi mua cây cảnh về trồng, quý vị và các bạn. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt, cháu Việt, hãy tặng em Việt, cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của em Việt, cháu Việt thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt, cháu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Ở đây cũng có một số chị bán lan. Và đây như quý vị và các bạn thấy cũng có một người dân đang là chọn mua cho mình những chậu cây hoa. Đa số các cửa hàng vắng khách, đa số các cửa hàng bán cây hoa cũng như cây cảnh. Số chị kinh doanh buôn bán những xe hoa, những xe cây cảnh như quý vị và các bạn thấy còn nguyên. Đó là kinh doanh buôn bán hoa và cây cảnh. Những ngày thời tiết nắng nóng như này thì khá buồn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Các cô bán cây cảnh đang nằm ngủ. Cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám như quý vị và các bạn thấy hầu như vắng khách. Hãy
đây có những cây hoa cảnh có thế rất độc quý vị và các bạn. Ở đây có cả những cái khúc gốc cây để về trồng những cây phong lan quý vị và các bạn. Các anh làm mua xe máy cũng không có việc. Wow. Và trước màn hình là ngã ba phố Đốc Ngữ và đường Hoàng Hoa Thám, những hình ảnh trên tuyến phố Đốc Ngữ. Và trước màn hình là những hình ảnh trên cây cầu vượt Hoàng Hoa Thám bắc ngang qua tuyến đường Văn Cao. Một buổi chiều nắng chói chang quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đi cảm giác rất nóng. Những hình ảnh trên tuyến đường Văn Cao cũng như là Liễu Giai. Với cảnh oi nóng thì cảm giác làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy mệt quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đi ghi hình gửi tới quý vị và các bạn cảm thấy rất mệt. Món bánh mì thịt xiên nướng đang là thơm phức cả khu phố quý vị. Wow. Ở đây hàng loạt các cửa hàng chưa có người kinh doanh. Các anh chạy Grab cũng chưa có việc quý vị và các bạn đấy. Một cảnh chiều buồn thê thảm. Trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám thì như quý vị và các bạn thấy những hình ảnh rất đẹp. Các du khách nước ngoài đang đi tham quan thủ đô Hà Nội. Em Việt, cháu Việt đang ở trước cửa nhà máy bia Hà Nội.
mạo mới, nâng tầm vị thế. Nhưng mà với các thương hiệu bia cũng bị ảnh hưởng rất nhiều quý vị và các bạn. Em Việt cháu Việt cũng mới nộp cho ngân sách nhà nước gần 5 triệu. Buổi trưa nóng bức em Việt cháu Việt thưởng thức có 2 cốc bia thôi. Chắc chắn là các cửa hàng bia cũng ế hơn rất nhiều. Các cửa hàng để biển cho thuê rất rất nhiều. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Ngọc Hà và đường Hoàng Hoa Thám. Ánh nắng bây giờ cũng tắt rồi quý vị và các bạn, nhưng cảm giác vẫn còn rất oi. Việt cháu Việt đang ở bên cạnh công viên Bách Thảo, vườn hoa Bách Thảo. Và giờ này thì cũng vắng người đi tập thể dục quý vị và các bạn. Tầm khoảng một tiếng nữa thì công viên sẽ thu hút rất đông người dân thủ đô Hà Nội. Một bầu xanh, một bầu trời màu xanh rất đẹp. Không khí ở đây thì rất trong lành. Đường lên tuyến phố, tuyến đường đẹp nhất Việt Nam đi qua đoạn này thì nói là rất phê quý vị và các bạn.
hàng ở đoạn này vẫn còn rất nhiều, chưa có người kinh doanh. Vâng, em Việt Châu Việt đang ở ngã ba phố Mai Xuân Thường và Phan Đình Phùng cũng như là đường Hoàng Hoa Thám. Lên tới tuyến đường, tuyến phố đẹp nhất Việt Nam, cảm giác sướng hơn hẳn quý vị và các bạn. Mát, mặc cho bầu trời oi nóng. Lên tới tuyến phố đẹp nhất thủ đô cũng như đẹp nhất Việt Nam, như quý vị và các bạn thấy dưới một bầu trời màu xanh, đúng như kiểu đang đi dưới khu rừng vậy quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp. Tới đoạn này trên tuyến phố Phan Đình Phùng thu hút rất đông các bạn trẻ cũng như các em gái. Những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Wow, quý vị và các bạn thấy góc ngã tư tuyến đường đẹp nhất Việt Nam thu hút rất đông các bạn trẻ. Xa xa quý vị và các bạn thấy rất đông. Cảm ơn quý cô chú chị cùng em Việt Châu Việt đi một vòng từ đường Hoa Thám lên tới tuyến phố đẹp nhất Việt Nam. Chúc quý cô chú chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Châu Việt.